lớp tập huấn giám sát trọng tài và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023-2024 khu vực phía Bắc đã bế mạc tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong phần báo cáo kết quả tập huấn, giảng viên Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đánh giá cao sự chuẩn bị thể lực tốt tới từ các trọng tài khi 100% trọng tài vượt qua kiểm tra thể lực. Bên cạnh đó, các trọng tài đều thể hiện tinh thần nghiêm túc để bước vào mùa giải mới. Thay mặt thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, chủ tịch VFF đã giao nhiệm vụ cho các giám sát và trọng tài trước mùa giải mới. Đồng thời lưu ý, công nghệ VAR là công cụ hỗ trợ cho sự chuyên nghiệp của công tác điều khiển trận đấu. Vì vậy, các trọng tài không được chủ quan hay phụ thuộc quá nhiều vào VAR trong việc cầm còi. Việc trong công tác trọng tài, đấy là một công tác mà có lẽ chúng ta nó luôn luôn gây ra sự tranh cãi, không bao giờ hết. Đấy là chúng ta phải xác định như vậy. Với quan điểm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì mùa giải 2023 mặc dù có một số sai sót nhưng đã tiến bộ hơn trước rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng với việc tập huấn đợt này cũng như là với công nghệ hỗ trợ công nghệ VAR thì chắc chắn rằng là tôi rất tin là mùa giải 2023-2024 việc sai sót trọng tài chắc chắn có sự giảm thiểu. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải xác định rằng việc sai sót đó là việc mà nó khó để tránh khỏi xảy ra. Và chúng ta đấy là luật FIFA cũng đã xác định việc rồi, và chúng ta cũng vì cái việc tất cả mọi quyết định dù có VAR hay không thì vẫn là con người, và chúng ta thấy rằng là FIFA cũng xác định là chúng ta không bao giờ được phép khiếu nại với các quyết định trọng tài vì FIFA đó cho phép sự nhận định của trọng tài. Dự kiến lớp tập huấn giám sát trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023-2024 khu vực phía Nam sẽ khai giảng vào chiều 14 tháng 10. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.